Đây nè, tôi có cái gạo tôi ghép rồi này. Đây, cái này thì trước đây cũng có một anh bạn anh đặt rồi này, nhưng anh gửi tại vườn đây. Đấy, ghép một cái mầm ở đây, một cái mầm bên này này anh em này. Chẳng may thì vừa rồi là chuyển chậu thì nó bị gãy cái mầm này và nó chết luôn cái thân này anh em ạ. Đấy, nó bật lại mấy cái mầm như này. Bộ rễ của nó thì nó thuần chậu này, nó cuộn cuộn trong chậu này. Tôi vừa nhổ ra rũ hết đất ra để định hình xem tôi có lật được ra cái dáng nào không. Để lấy cái mầm thân này là thân chính anh em ạ. Bỏ cái thân này đi. Cái thân này giờ tôi cắt tịt luôn, đục nó đi. Xong là nghiêng nó lại anh em ạ. Đưa một cái chậu. Anh em xem thử nó có thành cái cây gì không nhé. Đây, đưa vào cái chậu này. Gạo này thì nó cũng không cần phải nhiều chất trồng lắm đâu. Cái lá nó già thì nó chỉ bị rụng. Đây, nó ra đợt non mới. Cây này thì giờ thì nó khỏe. Thế giờ trước tiên là tôi bỏ cái mầm này đi anh em xem cho vui nhá.